Bị thương hả? Đi phá không ăn tôi nữa hả? Hay gì vậy? Đứng đó quậy. Đã tôi nói rồi, tôi nhốt lão quỷ ở đây là không được quyền đến đây phá, mà hôm nay lại đến đây phá nữa. Thì quý cô chú anh chị nó đã đứng im đó, thì mình sẽ mở cái kết giới để thu nó vô nha cả nhà. Mở. Rồi xong. Xong một một vong rồi đó. Còn ông á, ông thấy tôi bắt đệ tử ông rồi đó. Sao? Đợi đó. Hello cả nhà. Chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Rồng Quý Đốc nha cả nhà. Thì quý cô chú anh chị ơi, hiện giờ Nguyên Rồng đang ngồi ở trong một cái nhà mồ. Thì ở lần trước đó cả nhà, thì mình đến thì mình đặt cam và mình đã khai khẩu cho cái ông quỷ màu xanh. Thì cái quỷ màu xanh chắc có lẽ đây sau là mình sẽ kêu là lão quỷ đó cả nhà. Thì ở lần trước thì mình khai khẩu và nói chuyện với vong. Thì cái quỷ lão quỷ này đòi lấy mạng của mình. Nhưng mà đặc biệt một điều mình thấy có một cái con quỷ áo đỏ, nó vẫn xuất hiện để nó trò chuyện với lại cái con quỷ này. Đó. Thì mình rất là sợ nó sẽ giúp đỡ và phá phong ấn của mình. Đó cho nên là hôm nay mình quay trở lại cái nơi đó để mình thu phục cái con quỷ áo đỏ luôn. Thì hôm nay mình cũng có mang holo theo để mình thu nó. Chứ bây giờ mà để thì quý cô chú anh chị mình cũng đã biết rồi. Thì nếu mà nó phá không được thì ngày này qua ngày nọ giết thì cũng được thôi. Mình sợ cái vong quỷ mặt xanh này nó thoát ra và nó sẽ trả thù mình. Đó cho nên là mình quyết định rồi, mình bắt mình nhốt cái vong áo đỏ lại luôn. Để cho tránh cái trường hợp là nó sẽ phá vỡ phong ấn và cái lão quỷ xuất hiện xuất ra. Thì lần trước thì mình đến mình có hỏi vong quỷ mặt xanh thì coi như là vong quỷ cũng đã trả lời mình là 85 tuổi. 86 tuổi chứ. Đúng rồi, 86 tuổi. 86 tuổi mà lâu lắm rồi. Thì hiện bây giờ không biết là bao nhiêu. Đó cho nên mình cũng sẽ kêu là lão quỷ. Thì quý cô chú anh chị mình theo dõi cái vong quỷ này thì cũng đã biết rồi, nó rất là dữ. Mình dùng biện pháp mạnh đối với nó luôn. Đó nhưng mà nó không khuất phục quá nha. Nó vẫn kiểu ngang 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 vậy đó. Còn hăm dọa Nguyên Rồng đó. Thì thật sự thì Nguyên Rồng không sợ đâu. Tại vì quý cô chú cũng đã biết thì Nguyên Rồng cũng đã từng xử lý rất là nhiều cái vong còn dữ hơn cái vong lão quỷ này đó. Đó thì ok thì Nguyên Rồng cũng xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn theo Nguyên Rồng lại đó xem hôm nay coi lão quỷ như thế nào và cái vong áo đỏ mình thu phục ra sao nha cả nhà. Ok cả nhà thì Nguyên Rồng mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn theo Nguyên Rồng lại đằng đó nha. Thì nãy giờ thì mình ngồi trong cái khu nhà mồ này nè. Chị thấy gì? Thì hiện bây giờ khu vực này thì cái vong lão quỷ thì đã bị mình giam giữ rồi. Còn cái vong áo đỏ thì mình chỉ cảnh cáo cho nên nó vẫn lẳng vẳng cái khu vực mà mình phong ấn lão quỷ đó nha. Đây đây đây.
Đứng ngay gốc cây nè. Giống dụ quá vậy. Lãng vãng này ha. Bị gì hả? Không bị gì hả? Hả? Bị gì nói? Biết bị gì luôn. Mà giờ mình để cái cam xuống đó thì sao biết mắt. Cam này là mình nói chuyện đó. Vô Phật. Bị gì à? Không lên bị gì à? Bị thương cái gì? Có bị thương không? Bị thương hả? Bất ngờ ha, tung chưởng nha. May mắn. May mắn là không sao cả nhà. Đúng quá à. Ừ cũng dữ. Bữa nay nó giả bộ cái nhà, có lẽ lần trước á mình đánh nó một lần á cái nhà nhớ không, mình đánh cảnh cáo nó một lần á, hôm nay nó quất lại mình cái nhà. Nhưng mà cũng may mắn là mình bị văng ra thôi chứ không có gì nguy hiểm quý cô chú anh chị, không sợ mình ta. Lần trước là mình cũng đã đánh nó một lần rồi mà nó không sợ. Lần trước mình đánh mình cảnh cáo thôi, mình nghĩ là nó cái vong này nó không có dám nó xuất hiện ở đây nữa, không ngờ hôm nay nó tấn công lại mình cả nhà. Wow, đây có hai chai dĩ đây chạy nước suối ai đâu để đây không biết. Rồi đây nữa nè, cái nhà con xuất hiện bên đây nữa nè. Thôi đừng có giả bộ nữa mày ơi, giả bộ đang đánh tao hả? Hả? Dữ quá, dữ quá, bữa nay bắt mày luôn quá. Nó làm như nó thích quay là cam ấy cả nhà, thôi mình quay đâu nó quay theo đó cả muốn chết cho chết. Này cho chết. Tự nhiên tấn công vô lý nha, tôi quýnh lợ là đừng có được có la nha. Nằm nó đi, té té nằm nói rồi không có lo nghe, tôi đánh rồi đó là than. Giả bộ à, rồi biến nữa cả nhà, giả bộ cả nhà, may là mình
mình phát hiện kịp. Cái con quỷ áo đỏ này nó khôn ngoan quá cả nhà, nó biết giả bộ nó dụ mình. Nó đánh mình là nó cố cố tình để cho mình sợ, mình không dám đến đây nữa, để nó tiện mà nó cứu cái lão quỷ nè. Đây nó quỷ của chú anh chị, nó làm bộ, nó làm bộ kìa, giờ tự nhiên nó bò xuống luôn kìa, quỳ hả mày? Giả bộ hả? Giả bộ đang tấn công tao hả? Lại nó giả bộ. Rồi, biến rồi cả nhà, nó đấu lại mình biết à. Ok cả nhà ơi, chắc có lẽ mình gồm mà. Xin phép tạm ngưng đi, để mình gồm mà. Chuẩn bị đặt cam. Và hôm nay thì mình sẽ tạo một cái kết giới, để mình tạo một cái kết giới. Thì cái kết giới này nó sẽ hút cái linh hồn của quỷ của vong áo đỏ vô, thì mình sẽ làm một cái trận pháp, thì đó nó sẽ có một cái kết giới, nó như là một cái lỗ hổng thời gian vậy đó cả nhà. Thì khi mà cái vong quỷ nó xuất hiện gần đó, nó sẽ bị hút vào trong cái kết giới đó và nó không còn xuất hiện ở đây nữa. Thì cái kết giới đó thì mình có thể mở và bắt nó ra lại được đó, nhưng mình giam giữ nó trong kết giới đó nha. Ok cả nhà ơi, thì hiện giờ thì cũng gồm đang ngồi ngay gốc cây mà mình đã phong ấn cái vong lão quỷ ở đây đó. Thì quý cô chú anh chị mình hiện bây giờ thì sẽ không thấy lão quỷ xuất hiện đâu đó. Thì cũng gồm một chút xíu thì khi mà Nguyên Rầm đi ra ngoài bên ngoài thì Nguyên Rầm sẽ làm phép từ xa cho vong lão quỷ hiện ra nha cả nhà. Thì ở như hồi nãy mình cũng đã nói, thì một chút mình sẽ làm phép và tạo một cái kết giới ngay chỗ này đó. Nhưng mà khi đó thì quý cô chủ anh chị cứ chờ xem nha. Giờ mình xin phép tạm lách mặt. Thì cái vòng phong ấn của mình thì khi mà có vong linh khác xuất hiện thì nó sẽ cảm ứng và nó sẽ hiện lên cả nhà.
cả nhà, mình thấy cái vòng áo đỏ nó xuất hiện đúng rồi, mình vô. Mình có thì mình vô lén lén bên này được. Ê, bá không ăn tôi nữa hả? Nói gì vậy? Đứng đó quậy. Đã tôi nói rồi, tôi nhốt lão quỷ ở đây là không được quyền đến đây phá, mà hôm nay lại đến đây phá nữa. Đánh. Thì quý cô chú anh chị nó đã đứng im đó, thì mình sẽ mở cái kết giới để thu nó vô nha cả nhà. Mở. Rồi xong. Xong một một vong rồi đó. Còn ông á, ông thấy tôi bắt đệ tử ông rồi đó. Sao? Đợi đó. Đợi đó cái gì, tôi đã tôi nói rồi. Nó đó, tôi nghĩ chắc nó có lẽ là ông ở đây không đối kháng, chắc có lẽ nó đem đạn đến cho ông đúng không? Hả? Ừ. Bắt nó ngồi sau đem đạn cho ta. Hả? Tại vì nó phá nên tôi bắt đó. Rồi tôi hỏi, hôm nay tôi hỏi thiệt ông tên gì? Tên gì? Hả? Quỷ Duy Hiền à? Bây giờ tôi bắt nó rồi đó, là coi như ông ở đây đi, ông dán mà ông lo ông tu niệm đi, rồi tôi mới thả ông ra. Quá cứng đầu. Bây giờ tôi nói rồi, tôi sẽ nhốt ông vài bữa nữa. Chừng nào mà ông cảm thấy ông đỡ, sợ tôi thì tôi sẽ thả ông ra. Không có chuyện đó đâu. Còn ông mà ông kiểu này hoài thì tôi cho ông ở đây luôn. Nhốt ông hoài đi luôn. Nói cho ông biết ông quỷ gì hiền. Quê đâu, ông quê đâu? Hả? Lúc còn sống quê đâu? Ở đây luôn vậy? Không biết hả? Lúc còn sống ở đâu? Không biết. Rồi ông chết bao nhiêu lâu rồi? Không biết. Hỏi cái gì cũng không biết. Không biết hay là không muốn nói? Không biết. Nói đi rồi nó tìm cách tôi giúp đỡ cho. Tôi tìm cách tôi giúp đỡ cho ông chứ tôi đâu có hại ông đâu. Mà không sợ. Không sợ, không sợ sao? Tôi hỏi ông là ông giấu rồi không nói. Hả? Nói bình thường mà. Nói quê quán bình thường, tên tuổi. Chết lâu không biết. Chết lâu hả? Biết rồi, cái chuyện chết lâu tôi biết là ông quỷ không lâu cho được. Quỷ mà quỷ cứng đầu đó chứ. Chứ không phải là quỷ mà... Mấy hôm nay thấy cảm giác làm sao? Mệt mỏi không? Hả? Bình thường hả? Được rồi. Tôi cũng thua ông luôn rồi. Thôi được rồi. Bây giờ tôi cũng không biết phải nói với ông làm sao, giải thích với ông làm sao để cho ông hiểu được mà ông tìm cái con đường ông tu niệm để mà ông thoát khỏi cái kiếp luân hồi. Thì quý cô chú anh chị ơi, Nguyên Gồm cũng đã nói trò chuyện với lại vong quỷ mặt xanh, thì cũng đã biết ông lão quỷ này ông tên là Quỷ Duyên Hiền đó nha. Thì chắc có lẽ đến đây thì Nguyên Gồm cũng xin khép video lại và đi về cả nhà. Thì lần sau mình đến mình cũng sẽ cố gắng thuyết phục ông để cho ông có thể hiền lành đại và mình để mình giúp cho ông về chùa hoặc là siêu thoát để có thể là luân hồi kiếp khác như cả nhà. Bye bye cả nhà.